Một cô gái rất là tài giỏi. Đó chính là Hạnh Tâm. Mình có đi học múa ở nhà thiếu nhi tầm được 4 năm. Thì đến năm học lớp 4, trong lúc chạy thể dục thì mình vấp té và đâm vào cái cầu thang, phải nằm viện một tháng. Mình dừng cái câu chuyện múa lại. Thì sau đó thì bắt đầu ăn với một cái chế độ rất là bồi bổ cơ thể. Trước lúc học múa và sau khi học múa bị mập lên á, thì cô giáo cũng bị sốc, bạn bè cũng bị sốc. Nhưng mà giờ rồi cũng thành quen. Mập nhất là phải kể đến thời gian đại học, tăng lên đến 3-40 cân. Thì có một lần mà quyết tâm nhất, giảm được 12 kg. Thấy cũng xuất sắc dữ lắm rồi. Nhưng mà lúc đó là cận kề Tết, thế là ăn lại, xong rồi nghĩ là tại sao mình phải khổ sở như vậy. Thấy ăn mà không được ăn những thứ mình thích, mình bực mình lắm. Mình quyết tâm mình ăn lại. Bi kịch một cái là mình lại hơi bị tự tin, ít khi nào cảm thấy buồn bã, chỉ có không hài lòng ở tất cả những phần liên quan tới bắp, bắp chân, bắp tay và bắp đùi. Cũng cảm thấy rất là khá là xấu hổ, cái con kia béo quá, cái đùi nó kìa các kiểu ABC và cờ đờ, thì nó mình cũng rất là buồn. Nói chung là mình cũng muốn mọi người là ngưng ngược đãi đi ha. Queen Nikki dominant, prominent. Đây là ý kiến của ban giám khảo, xin mời. Vâng, với cái nội dung mà các bạn đưa vào trong bài diễn của mình là một đôi trai gái yêu nhau trên mạng, nhìn hình ảnh của nhau là bị cả hai lừa lẫn nhau đúng không? Cuối cùng đã sự thật ngỡ ngàng khi mà các bạn gặp nhau bên ngoài, nhưng mà cô gái vẫn nhất định níu kéo cho được cái chàng trai này và chàng trai phải miễn cưỡng đi theo. Một cái cách dàn dựng rất là vui nhộn làm cho người ta không có rời mắt khỏi cái phòng biểu diễn của bạn được. Đó là một cái sự tính toán thông minh. Nhất là bé Hạnh Tâm diễn cái phần của em từ cái ngực xuống tới cái eo xuống tới bụng, nó di chuyển như cái làn sóng vậy nè. Anh thấy là một điều khó làm chứ không phải đơn giản đâu. Chúc mừng phần thi của Huy cũng như là của Hạnh Tâm. Xin mời Trần Thị Trần. Cho anh góp ý một tí xíu cho Tâm nha. Thì nó có mấy lần lúc em diễn mặt em diễn rất rất hay. Nhưng mà nó có một số chỗ, một số phần trong cái bài này anh không biết nếu mà em bị tâm lý hay gì đó, hay em đang tập trung về động tác rất nhiều. Nhưng mà nếu mà em diễn mặt như vậy thì em phải giữ cái mặt như vậy nguyên bài thì nó sẽ hay hơn. Sau đó bài này rất là tuyệt vời, anh thích hết trong cái bài này. Anh không có nghĩ em có một cái chất như vậy trong cái bài này. Dạ, yeah, chúc mừng em. Xin mời anh Linh ạ. Anh thấy em cũng đâu có khó khăn gì đâu. Thiệt, rất là dễ dàng để cho em làm. Và cái bài này cũng động tác cũng mạnh à. Mà làm anh thấy em làm cũng rất là gọn gàng. Phần phối hợp giữa hai bạn cũng rất là ăn ý. Và một cái bài dàn dựng rất là dễ thương. Chúc mừng hai em. Anh cho bao nhiêu điểm cho phần thi vừa rồi ạ? Anh cho 8 điểm á. 8 điểm. Từ từ, bình tĩnh. Rất là tin. Anh Hưng cho có 3 điểm à. Thầy cho anh thì anh chấm 7 điểm. Với sự cố gắng của một chuyên viên pháp lý,
ngày phải đối diện với rất là nhiều những công việc gần như là cứng nhắc, mà em đã tạo cho mình một cuộc sống vui vẻ, không bao giờ tìm được có những nỗi buồn để trong lòng mình. Đó là một cách sống rất là lạc quan. Anh thích cách sống đó, thích cách thể hiện của em. Anh cho em 7 điểm. Vậy là cao rồi. Số điểm trung bình của bạn là 7,3 điểm. Xin chúc mừng. Tuy nhiên đó chỉ là 50% số điểm mà thôi. Bây giờ Huy hãy đưa cô ấy đến chiếc cân sinh tử. Số cân cũ của bạn là 102 kg. Cân nặng mới 99,1 kg. Như vậy là bạn chỉ giảm được 2,9 kg, tương ứng với lại 2,8%. Điểm của bạn hôm nay là 10,1 điểm. Chúc mừng bạn, cảm ơn bạn rất nhiều.